xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mùa thu lại về, mùa của lá vàng rơi, mùa của vô lan báo hiếu, cảm niệm ngày tri ân cha mẹ của tâm thường. Tam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát Ma Tát. Mùa vô lan báo hiếu lại trở về trong lòng mọi người và nhất là trong tất cả những người con Phật chúng ta. Hòa chung niềm hân hoan của bao người con hiếu hạnh trong ngày lễ vu lan và nhất là qua tấm gương hiếu hạnh của ngài mục kiền liên mãi mãi đã đi vào lòng người và luôn nhắc nhở chúng ta về đạo làm con ngoài sự tôn kính thương yêu và lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ ta phải biết một điều rất quan trọng cha mẹ còn là ân nhân của chúng ta những đứa con đã được cha mẹ sinh ra dưỡng dục và dạy dỗ để nên người thì lòng hiếu đạo cũng không thể thiếu ở nơi phật làm con và từ đó qua cung cách phụng dưỡng cũng như sự tôn kính lòng thương yêu đó đã bày tỏ được tấm lòng hiếu đạo của chúng ta đối với cha mẹ đó chính là một nét đẹp để bày tỏ tình thân là một đóa hoa đời thơm ngát nơi lòng con người những người con luôn luôn nghĩ và thương yêu đấng sanh thành của mình vu lan về con dõi trong bóng mẹ hiền mà đâu thấy mẹ đã về nơi miên viễn đàn con cháu mãi nhớ thương suốt ngày đêm nhưng mẹ hỡi mẹ đã không thèm biết đến vu lan về đàn con cháu lòng mãi buồn bởi giờ đây đã thiếu vắng hình bóng mẹ người mẹ hiền luôn thương yêu đàn cháu con tấm lòng mẹ ôi cao rộng tợ trời biển Nhân ngày vua Lan báo hiếu, chúng ta ai cũng muốn tích công lập đức để bày tỏ lòng tri ân và báo ơn sâu sắc nhất, kính dâng lên cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời, nhiều kiếp. Vu Lan còn là một truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam ta nói riêng và các quốc gia theo Phật giáo nói chung. Vì vào ngày đó, tất cả đều đến chùa lễ Phật và cầu nguyện tổ tiên ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc còn sống hiện tiền được bình an hạnh phúc và gặp được mọi sự cắt tường cũng như tất cả những vong linh của kẻ đặc khuất được siêu thăng về cõi cực lạc vì thế mà tất cả chúng ta là phận làm con phải noi gương ngày buộc kiền liên chúng ta phải luôn nhớ công ơn của cha mẹ và mong được đền đáp một phần nào cái công ơn mà cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng mình từ khi sơ sanh cho đến lúc trưởng thành và để có một ngày lễ báo hiếu thật giản lược nhưng bao hàm được chọn ý nghĩa của một mùa báo hiếu theo nghi thức tôn giáo nhưng lại được mở rộng cho mọi người cho nên tất cả các chùa tu viện hay những gia đình phật tử đều tổ chức ngày báo hiếu trong ngày ấy các bậc ông bà cha mẹ được mời đến dự để cho con cháu trực tiếp bày tỏ lòng thành kính của mình với những cử chỉ hiếu cảm qua những lãng hoa quà tặng để ca tụng ân đức cao rộng như trời biển của đấng sanh thành. Ngày báo hiếu không những đã tạo cơ hội cho con cháu được gần gũi ông bà cha mẹ và từ đó sẽ có một sự cảm thông, thương yêu sâu đậm hơn giữa những người thân trong gia đình trong mùa vô lan báo hiếu thế này hoặc như Tết Nguyên Đáng đó là những tập tục cổ truyền của người Việt chúng ta hay là Mother Day, Father Day của Hoa Kỳ. Trong những ngày lễ hội đầy ý nghĩa như vậy thì bổ phận làm con từ Á sang Âu hay từ Đông sang Tây dù là Tây, Tàu, Úc, Mỹ hay là Việt Nam như chúng ta thì những ngày lễ đó còn có một ý nghĩa thật quan trọng là luôn nhắc nhở cho thế hệ con cháu việc trẻ sinh ra và lớn lên ở xứ người. Cũng như những đứa con dù vừa mới đủ trí khôn và chập chững vào đời, hay là một người mà đầu đã vương hai thứ tóc, đều phải biết và luôn nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì có cha mẹ mới có được mình, rồi cũng chính từ mình sẽ trở thành cha mẹ. Và cứ thế cái vòng tùng hoàng của tạo hóa xoay mãi cho cả một cuộc sống của nhân loại được luôn luôn vĩnh hằng vô tận. Vậy là Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ những lời mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta phải biết và hiểu cho tường tận về tứ ân, trong đó có công ơn cha mẹ. Đó chính là mang ơn, biết ơn và đền ơn. Có được như vậy thì chúng ta mới đích thực là con người trí hiếu. Và như vậy thì ngày báo hiếu để nhắc nhở cho con cháu biết đến ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mới đích thực là ngày tri ân cha mẹ vậy. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụ linh xin kính chào quý vị.